Tôi đang có mặt tại một cơ sở rác hơi ở Johor, Malaysia, gần biên giới với Singapore. Kỹ thuật rác hơi ở đây thì khá là khác so với Việt Nam. Đối với họ thì phải hút được phần máu ra khỏi cơ thể mới là tốt. Trông thì rất là đáng sợ. Rác hơi đã được nhiều cơ sở y khoa trên thế giới chứng nhận là chữa được bệnh. Thậm chí vận động viên số 1 thế giới hiện nay là kình ngư Michael Phelps cũng gây ấn tượng khi đi thi bơi với các vết tròn rác hơi trên người. Theo bác sĩ Đào Hữu Minh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương Hà Nội cho biết, rác hơi là phương pháp phòng và chữa một số chứng bệnh thông qua dụng cụ là ống rác, thường được làm bằng các chất liệu như là trúc, sành sứ, thủy tinh. Nguyên lý chữa bệnh bằng rác hơi là dùng lửa đốt vào lòng ống rác, cho cháy hết không khí, sau đó úp nhanh vào các bộ phận, huyệt vị trên cơ thể. Dưới tác dụng của nhiệt, sức hút chân không sẽ tạo nên phản ứng sung huyết tại chỗ, có tác dụng chữa bệnh. Ở Việt Nam của chúng ta thì có kỹ thuật rác hơi khá khác. Một manh chiếu cói, một lọ cồn, thêm hộp dầu xoa bóp, vài cái cốc lọ thủy tinh, cùng một cái bật lửa, đồ nghề của các chuyên gia tẩm quất, rác hơi dạo chỉ có thế. Chả cần qua trường lớp đào tạo nào, cũng không cần cửa hàng, cửa hiệu vừa tốn kém. Họ thường tập trung về các địa điểm công cộng, đông người qua lại như là công viên, bến xe, bãi biển để hành nghề. Nhiều khách hàng vì không muốn bị làm phiền thì ậm ừ đồng ý cho yên chuyện. Nhưng cũng có người rác nhiều đâm nghiện, cứ thấy mệt trong người là rác. Do vậy, không ít người đã bị biến chứng do rác hơi sai cách. Điển hình là một người đàn ông ở Trung Quốc đã suýt chết vì bị hoại tử thì ngày nào cũng đi rác hơi liên tục trong gần một tháng. Vì vậy, các bạn phải tìm hiểu kỹ trước khi đi rác hơi. Còn bây giờ thì xin mời các bạn hãy theo dõi một số hình ảnh mà tôi ghi lại về công việc rác hơi ở Malaysia. Sekarang dengan tour tu lagi lambat lah. Kalau tidak 2 minggu sekali. Minyak ni saya ada sembarang lah. We'll be right back.
macam kerap mengantuk. Alhamdulillah tak adalah kerap mengantuk. Sebab bila dengar tadi selalu aktif kan?